Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 2. Thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn toán lớp 2 tập 2 bộ sách Cánh Diều. Và thầy cũng hy vọng chúng ta hãy like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó, chúng mình hãy nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ thầy mời chúng ta mở sách toán lớp 2 tập 2 bộ sách Cánh Diều. Tuần 32 để thực hiện một số hoạt động trong bài 90 thu thập kiểm đếm tiết 1. Chúng mình sẽ đến với phần khởi động. Ở phần khởi động này, chúng ta có thể quan sát trong tranh và cho thầy biết trong tranh có những hình khối nào. Bây giờ chúng mình có thể quan sát lên hình ảnh trong sách giáo khoa cũng như tranh hình ảnh trên màn hình và cho thầy biết trong tranh có những hình khối nào. Chính xác, trong tranh có hình khối đó là khối lập phương và khối cầu, đúng không? Vậy thì bạn nào có thể cho thầy biết trong tranh có bao nhiêu khối lập phương và khối cầu không? À, đúng rồi đấy các em ạ. Với số lượng ít như thế này thì chúng ta sẽ dễ dàng đếm được trong tranh có bao nhiêu khối cầu cũng như có bao nhiêu khối lập phương, đúng không? Nếu như bây giờ thầy đưa thêm nhiều khối cầu và khối lập phương thì chúng ta sẽ làm như thế nào để kịp đếm và không bị nhầm lẫn nào? À, đúng rồi đấy các em ạ. Nếu như với một số lượng nhiều khối cầu và khối lập phương như thế này thì chúng ta rất khó để kiểm đếm để không được bị nhầm lẫn, đúng không? Vậy thì để làm như cách nào chúng ta sẽ đếm được các khối cầu và khối lập phương với số lượng nhiều mà không bị nhầm lẫn? Thầy mời chúng ta đến với phần cả khám phá kiến thức mới trong bài thu thập và kiểm đếm nhé. Quay lại với bức tranh trên màn hình, bây giờ chúng ta có thể kiểm đếm cho thầy có bao nhiêu khối lập phương trên hình vẽ nào? À, rõ ràng là chúng ta sẽ có rất là nhiều cách để mà kiểm đếm, đúng không? Có bao nhiêu khối lập phương cũng như có bao nhiêu khối cầu, đúng không? Nhưng mà thầy muốn bật mí cho chúng ta một cách kiểm đếm và thu thập rất nhanh và chính xác, không bị nhầm lẫn. Đó là chúng ta muốn kiểm đếm bao nhiêu khối lập phương thì mỗi khối lập phương chúng ta sẽ ghi bằng một vạch. Ở đây thầy sẽ làm cho chúng ta quan sát nhé. Thầy nói lại một lần nữa. Nếu như chúng ta muốn kiểm đếm bao nhiêu khối lập phương thì mỗi khối lập phương chúng ta sẽ ghi bằng một vạch, đúng không? Vậy thì chúng mình cùng đếm mỗi khối lập phương và cùng vạch một vạch cho thầy nhé. Nếu như đây là một khối lập phương thì chúng ta sẽ vạch một một này, tiếp theo hai, tiếp theo ba, tiếp theo bốn, đúng không? Tiếp theo năm. Và chúng mình thấy chú ý gạch thứ năm thì như thế nào? À, đúng rồi, gạch thứ năm chúng ta sẽ gạch ngang như thế này nhé. Và tiếp theo gạch thứ sáu thì chúng ta thấy như thế nào? À, lại quay lại gạch dọc, đúng không? Và sẽ gạch tiếp theo đó là 7, 8, đúng không? Và tiếp. Như vậy đã hết khối lập phương chưa các em? À, hết rồi đúng không? Sau khi chúng ta gạch hết các khối lập phương thì bây giờ chúng ta sẽ đếm các cái gạch này thì sẽ biết được có bao nhiêu khối lập phương, đúng không? Như vậy chúng mình sẽ cùng đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy mỗi nhóm có một gạch ngang như thế này sẽ là 5, đúng không? Và 6, 7, 8, 9. Như vậy có bao nhiêu khối lập phương đấy các em? À, đúng rồi, có 9 khối lập phương, đúng không? Vậy thì chúng mình hãy kiểm đếm cho thầy có bao nhiêu khối cầu nào? Tương tự như cách đếm khối lập phương, đúng không? Muốn kiểm đếm bao nhiêu khối lập phương thì mỗi khối, thầy xin lỗi, muốn kiểm đếm bao nhiêu khối cầu
thì chúng ta sẽ làm như thế nào? À đúng rồi, muốn kiểm đếm bao nhiêu khối cầu thì mỗi khối cầu chúng ta sẽ vạch một vạch đúng không? Và chúng mình cùng đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Gạch số 5 chúng ta là gạch chéo đúng không? Và quay lại gạch thứ 6 chúng ta là gạch gạch dọc. 1, 6, 7, 8, 9, 10. Cứ 5 gạch chúng ta sẽ gạch một đường ngang đúng không? 11, 12. Và bây giờ chúng ta cùng đếm cho thầy có bao nhiêu khối cầu nào? À, chúng ta thấy mỗi nhóm như thế này đó là 5 đúng không? Như vậy chúng mình sẽ đếm nhé. 5, 10, 11, 12 và 13. Như vậy có bao nhiêu khối cầu đây các em? À đúng rồi, có 13 khối cầu đúng không? Và có một điều chú ý, thầy đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, đó là gạch thứ 5 chúng ta sẽ gạch chéo và gạch thứ 6 quay lại chúng ta sẽ gạch dọc. Và nếu như gạch thứ 5 thì chúng ta gạch một gạch, gạch thứ 5 chúng ta gạch một gạch ngang đúng không? Và quay lại chúng mình sẽ đếm đó là 5, 10 và đếm 11, 12, 13. Như vậy khối cầu sẽ là 13 và khối lập phương sẽ là 9 đúng không? Một cách thu thập và kiểm đếm rất nhanh và chính xác, không bị nhầm lẫn. Vậy thì vận dụng vào cách này, chúng mình hãy kiểm đếm cho thầy có bao nhiêu bông hoa màu đỏ, bao nhiêu bông hoa màu vàng và bao nhiêu bông hoa màu tím nhé. Chúng mình hãy vận dụng cách kiểm đếm như lúc nãy, mỗi đối tượng sẽ được ghi bằng một vạch thì chúng ta sẽ kiểm đếm rất là nhanh và không bị nhầm đúng không? Bây giờ chúng mình cùng đếm nhé. Ở đây chúng ta thấy bông hoa màu vàng đúng không? Thì 1, 2, 3, 4, 5 đúng không? Chúng ta 5 thì chúng ta gạch ngang một gạch qua lại. 1, 2, 3 đúng không? Như vậy đã hết bông hoa màu vàng chưa các em? À hết rồi. Vậy thì chúng mình sẽ đếm là có bao nhiêu gạch nào? Mỗi nhóm như thế này là 5 đúng không? 6, 7 và 8. Như vậy chúng ta thấy là có 8 bông hoa màu vàng. Còn bông hoa màu tím sẽ là bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta là một nhóm đúng không? Vậy là tiếp tục 1. Như vậy chúng mình đếm cho thấy bao nhiêu bông hoa màu tím nào? 5 với 1 là 6 bông hoa màu tím đúng không? Còn bông hoa màu đỏ? À 1, 2, 3, 4. Gạch thứ 5 chúng ta làm như thế nào? Gạch thứ 5 chúng ta gạch ngang đúng không? Rồi quay lại. 1, 2, 3, 4, 5. Quay lại chúng ta là có 5 gạch, chúng mình sẽ gạch gạch ngang đúng không? Và 6. Thầy xin lỗi. 1, tiếp 2. Rồi bây giờ chúng mình cùng đếm có bao nhiêu bông hoa màu đỏ nào? 5, 10, 11 và 12. Vậy là có bao nhiêu bông hoa màu đỏ? Có 12 bông hoa màu đỏ đúng không? Như vậy chúng mình đã kiểm đếm rất chính xác các bông hoa trong vườn hoa. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần luyện tập thực hành với một số bài tập sau nhé. Ở đây chúng mình thấy bài tập 1 yêu cầu chúng ta là số. Ở đây chúng ta thấy là có các gạch rồi đúng không? Mỗi đối tượng được vạch bằng một vạch. Thì ở đây chúng mình sẽ kiểm đếm là thầy là bao nhiêu vạch nhé. Thì rất là đơn giản đúng không? Đấy, chúng mình chỉ cần đếm thôi. 1, 2 và 3 đúng không? 3. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ cho thầy biết bao nhiêu vạch nào. Mỗi nhóm gạch ngang như thế này chúng ta biết ngay là 5 rồi đúng không? 5, 6 và 7. Ở đây chúng ta thấy là 5, 10, 11, 12, 13, 14 đúng không? 14 và tiếp theo 5, 10, 15 và 10, 16 đúng không? 5 này thêm 5 là 10, 15 và 10, 16. Và thầy hoàn thành xong bài tập số 1, chúng mình cùng đến bài tập số 2 nhé.
kiểm đếm số lượng từng loại con vật, trâu, trấu, chuồn, chuồn, bọ, rùa và ghi kết quả theo mẫu. Chúng ta thấy có một cái mẫu ở đây, đó là đếm trụ ong. Thì lần lượt chúng ta sẽ đếm bằng cách, đó là mỗi đối tượng chúng ta sẽ vạch bằng một vạch, đúng không? Một này, trụ ong là hai này, ba này, bốn này, năm này, đúng không? Năm chúng ta vạch một vạch, đúng không? Và tiếp nữa là sáu, chúng ta quay lại gạch dọc, đúng không? Như vậy chúng mình thấy là có bao nhiêu trụ ong? À, năm với một là sáu, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta hãy đếm các con vật khác nhé. Đầu tiên chúng ta hãy đếm có bao nhiêu châu chấu. Mỗi đối tượng được vạch bằng một vạch thì chúng ta có thể cho thấy biết có bao nhiêu châu chấu nào. Một vạch, hai vạch, đúng không? Một con, hai, ba, bốn, năm. Như vậy chúng ta thấy có bao nhiêu con châu chấu? Đúng rồi, năm châu chấu. Và bây giờ chúng ta hãy đếm cho thầy có bao nhiêu con bọ rùa nhé. Một, hai, ba, bốn, năm. Năm chúng ta gạch ngang, đúng không? Sáu, bảy, tám, chín, mười. Như vậy chúng mình thấy là năm chúng ta gạch ngang và mười một gạch nữa. Như vậy có bao nhiêu con bọ rùa? À, đúng rồi, 5, 10 và 10, 11 con bọ rùa, đúng không? Bây giờ có bao nhiêu con trườn chuồn nào? Có bao nhiêu con trườn chuồn đấy các em? Con trườn chuồn thì rất là ít, chúng mình sẽ đếm được, đúng không? 1, 2, 3, đúng không? Như vậy chúng ta thấy có 3 con trườn chuồn thôi, đúng không? Và chúng ta đã thấy là bài học hôm nay chúng em đã biết thêm được điều gì nào? Bài học hôm nay chúng ta thấy chúng mình đã biết thêm được một cách kiểm đếm số liệu và đồ vật, đúng không? Và bây giờ thầy muốn mời chúng ta về nhà hãy thực hiện kiểm đếm một số đồ vật ở trong nhà mình, cũng như kiểm đếm một số sách vở, bút và có thể những đồ dùng học tập của mình, xem là chúng mình đã có bao nhiêu quyển sách, bao nhiêu quyển vở, hoặc bao nhiêu cái bút, hoặc lớn hơn nữa chúng mình sẽ kiểm đếm trong nhà của mình có những đồ vật gì nhé. Như vậy thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta một số hoạt động trong bài 90 thu thập kiểm đếm tiết 1. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo ra những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều.